Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã đến kiểm tra hiện trạng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh được sử dụng để phục vụ thi công dự án đường cao tốc. Cùng đi có lãnh đạo các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã đến kiểm tra tiến độ sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường giao thông được sử dụng để vận chuyển vật liệu thi công dự án đường cao tốc tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Theo báo cáo, có 44 tuyến đường còn hoàn trả, trong đó cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 32 đoạn tuyến đường địa phương bị hư hỏng, chỉ mới sửa chữa một, còn 31 đoạn tuyến. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây có 12 đoạn tuyến đã sửa chữa hai, còn 10 đoạn tuyến. Theo cam kết, các ban quản lý dự án 7 Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu toàn bộ các tuyến đường địa phương vào cuối tháng 9 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Một số đoạn tuyến đã hư hỏng xuống cấp gây mất an toàn giao thông, khó khăn cho việc đi lại vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân và ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng đã đến kiểm tra một số tuyến đường gom dân sinh, hầm chui, cầu vượt. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu thi công cao tốc gây ra nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Ủy ban Nhân dân các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân theo dõi giám sát việc thi công các tuyến đường trên địa bàn quản lý, đồng thời chủ động ra soát những khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Đối với các tuyến đường gom dân sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến còn lại theo thiết kế được duyệt. Trước đây, khi thi công dự án đường cao tốc đoạn qua địa bàn Bình Thuận, chủ đầu tư đã thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện về một số tuyến đường sẽ sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến, không gây ô nhiễm môi trường dọc hai bên đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Kết thúc quá trình sử dụng phải hoàn trả lại nguyên trạng như ban đầu hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, chủ đầu tư, đơn vị thi công chỉ hoàn thành một số đoạn tuyến. Nước đổ vô nhà, cái đường mương đường rãnh không có. Đó là một. Cái thứ hai nữa là những cái khúc đường mà hư hỏng, chưa sửa cho người dân để làm ảnh hưởng cho cái giao thông. Phải làm sao á là những cái nào hư hỏng thì phải sửa chữa, rồi những cái đường mương đường rãnh thì phải làm sao mà thi công cho nó gọn gàng. Chỉ mới đang là đảm bảo giao thông để sửa chữa cục bộ những cái hư hỏng. Và theo như chỉ đạo của Bộ và yêu cầu của tỉnh thì trong tháng 11 và đầu tháng 12 chúng tôi sẽ hoàn thành cái công việc sửa chữa hoàn trả để bàn giao lại cho địa phương quản lý khai thác. Việc hoàn trả lại hiện trạng các tuyến đường còn nhanh chóng thực hiện để đảm bảo đi lại, ổn định đời sống nhân dân và điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.